Rồi chào anh em nha, mới giờ thêm được ít bình xăng Nova, hàng zin chính hãng của Kenhin Thái Lan nha anh em. Bình này mình cam kết với anh em là hàng zin chính hãng của Kenhin Thái Lan sản xuất nha. Bình này là bình Nova, anh em hay gọi là bình Nova Dash, bình họng 24 cái ga 26 ha. Bình này giá hôm nay tốt nha anh em. Một cái bình xăng con Nova hàng zin chính hãng này mình bán cho anh em là 1,5 triệu một bình nha. Hàng chính hãng zin thì mình nói chung là mình coi một phát mà mình nhìn là mình biết ngay là zin hay không zin liền. Đó. Ở đây thì mình bán lúc nào nó cũng nó gọi là hàng sao bán vậy, có nói rõ chi tiết ha. Đó. Bình này là trái ga 26 họng 24 nha anh em. Bình Nova. Xài được cho tất cả các dòng xe 2 thì 4 thì nha. Anh em mua về cứ lên xe canh chỉnh bác chính bác phụ để phù hợp với cái xe của mình là xài thôi. Cực đẹp. Có thời gian nó tới 2 triệu mấy bình luôn nha anh em. Hôm nay hàng nó có dồi dào và giá thành cũng tốt nữa. Thì mình bán cho anh em giá chỉ có 1,5 triệu một bình thôi. Anh em xài thì cứ alo mình qua số điện thoại là 0933 996 32 ha để sở hữu cái bình xăng Nova chính hãng nha anh em.